Lạm bàn việc Freedom House xếp hạng Việt Nam không có tự do chính trị và dân sự năm 2021. Mới đây, tổ chức Freedom House công bố báo cáo về tự do chính trị và dân sự toàn cầu năm 2021 đối với 195 quốc gia và lãnh thổ. Trong đó xếp hạng Việt Nam vào danh sách các quốc gia không có tự do chính trị và dân sự, xếp sau rất nhiều các nước như Thái Lan, Hồng Kông, Myanmar, nơi đang là điểm đen về xung đột, biểu tình, đàn áp, phong tỏa. Còn lại bất chấp bạo lực, phân biệt đối xử, biểu tình đòi dân sinh, nhân quyền trên những nước như Pháp, Mỹ, náo loạn cả thế giới nhưng vẫn đứng hạng đầu về tự do, dân chủ. Trung Quốc, Cuba, Bắc Triều Tiên, dù cuộc sống an bình vẫn bị xếp đội sổ, ngang hạng với các quốc gia chiến tranh, xung đột tan hoang. Tất nhiên tiêu chí, độc đảng là điều khiến Việt Nam bị Freedom House xếp đội sổ trong nhóm quyền chính trị, kèm theo việc lên án Việt Nam không có tự do bầu cử và công bằng với lập luận là bị đảng kiểm soát, không có tự do ngôn luận hay tự do Internet hay tự do tôn giáo vì bị kiểm soát bởi luật an ninh mạng. Nghị định số 15 về xử phạt hành chính mới ban hành, luật tôn giáo tín ngưỡng 2016 hay việc cắt mạng khi xảy ra cuộc tấn công công an ở Đồng Tâm, xử phạt những kẻ đăng tin giả, xử lý hình sự những kẻ tuyên truyền chống đảng, nhà nước hay yêu cầu Facebook, Google xóa bỏ các chỉ trích nhà nước trên mạng Internet. Họ viện dẫn việc xử lý hình sự Nguyễn Năng Tĩnh vì những bài đăng bị cáo buộc phản đối trên Facebook hay cộng tác viên RFA Trương Duy Nhất như là điển hình Việt Nam không có tự do ngôn luận, tự do Internet. Năm 2021, Freedom House giảm điểm hầu hết các nước trên thế giới vì cáo buộc quyền tự do bị ảnh hưởng do dịch bệnh, bất ổn kinh tế, xung đột. Việc Freedom House luôn luôn xếp Việt Nam thấp điểm vì chỉ có một đảng bất chấp mọi sự tiến bộ về bình đẳng giới, chống buôn người, gia tăng phát triển chỉ số kinh tế, xã hội, giáo dục, cũng như niềm tin và tín nhiệm của người dân với chính quyền được các tổ chức quốc tế khác thừa nhận và xếp hạng cao hàng đầu thế giới và khu vực do Việt Nam là đủ để thấy góc nhìn của Freedom House đã bị đóng khung và ác cảm đặc biệt với Đảng, Chính phủ Việt Nam không thể chấp nhận bất cứ tiến bộ nào về dân sự, chính trị đang diễn ra ở Việt Nam. Năm 2020 đến nay, Việt Nam đang là điểm đến lý tưởng trong đại dịch hoành hành cả thế giới được thừa nhận, tràn ngập trên truyền thông thế giới với những tổng kết đánh giá như nhờ có cơ chế độc đảng và sự đoàn kết tín nhiệm của dân chúng, làm tốt xử lý tin giả, tin sai sự thật mà Việt Nam đã thành công trong chống dịch COVID-19 kiểu con nhà nghèo. Việt Nam có giá dịch vụ Internet và sự tiếp cận Internet thuộc hàng rẻ nhất và tiện lợi nhất thế giới. Việc xử lý tin giả, tin sai sự thật và yêu cầu trách nhiệm của các nhà cung cấp mạng như Facebook, Google chưa bao giờ trở thành chủ đề hot toàn cầu như những năm gần đây, nhất là trong đại dịch và chống khủng bố. Mỹ, các nước EU và nhiều nước nằm trong nhóm ưu ái điểm cao của Freedom House đang học Việt Nam siết chặt và kiểm soát tin giả, tin sai sự thật trên Internet. Chưa khi nào luật kiểm soát tin giả nở rộ như vậy trên khắp thế giới đã chứng minh cho thấy hướng đi đúng đắn và quyết liệt của Việt Nam trong lĩnh vực này và đã giúp Việt Nam chống dịch bệnh thành công, giữ Việt Nam thành ốc đảo bình yên nhất thế giới hiện nay. Đọc báo cáo này của Freedom House, không ít dân mạng Việt Nam chế nhạo rằng họ đang không biết bằng cách nào để gõ phím, đọc báo cáo và phản hồi lại comment về những đánh giá này trên mạng xã hội từ Việt Nam. Báo chí Việt Nam cũng đã đăng không ít bài tố cáo Freedom House tài trợ tiền, hậu thuẫn nhiều mặt cho những kẻ chống nhà nước, mưu đồ lật đổ chế độ chính trị hiện nay ở Việt Nam, kể cả tổ chức như Hội Anh Em Dân Chủ trong nước cho đến các tổ chức khủng bố như Việt Tân. Kẻ mà một tay thì tài trợ nuôi dưỡng những kẻ, những tổ chức hoạt động lật đổ chính quyền Việt Nam, tay kia công bố báo cáo xếp hạng nhân quyền Việt Nam, đủ để ta mở rộng tầm nhìn về một kẻ vừa đá bóng vừa thổi còi này. Trên thế giới, Freedom House nổi tiếng vì nhiều lần báo chí dư luận trên thế giới đã vạch rõ bộ mặt bàn tay xấu xa của Freedom House khi ủng hộ, giúp đỡ công đoàn đoàn kết ở Ba Lan, phe đối lập ở Philippines, phát động chương trình đào tạo về nhân quyền cho những phần tử chống đối ở Đông và Trung Âu, khuyến khích công đoàn và người lao động tham gia các hoạt động bí mật, qua đó can thiệp vào công việc nội bộ của một số nước ở Đông và Trung Âu. Đồng thời Freedom House không chỉ ủng hộ mà tham dự vào việc lật đổ chính quyền ở Serbia, Ukraine, Kyrgyzstan. Ngày 11 tháng 3, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam đã phản đối bản báo cáo này của Freedom House với lập luận rằng chính sách nhất quán của nhà nước Việt Nam là thúc đẩy quyền con người, trong đó có các quyền tự do cơ bản được quy định cụ thể trong Hiến pháp 2013, cũng như nhiều văn bản pháp luật liên quan. Trong những năm qua,
Việt Nam không ngừng hoàn thiện hệ thống chính sách pháp luật để triển khai nhiều biện pháp cụ thể, đảm bảo tốt hơn quyền con người, quyền công dân, tích cực tham gia hợp tác quốc tế về quyền con người. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao nêu một ví dụ điển hình là trong khuôn khổ cơ chế rà soát định kỳ phổ quát UPR, chu kỳ lần thứ 3 của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc vào năm 2019, các nước quan tâm đã tham gia đông đảo tại phiên họp. Đại đa số ý kiến các nước đã đánh giá cao nỗ lực và thành tựu, ủng hộ các tiếp cận của Việt Nam, cũng như đưa ra các ý kiến có tính chất xây dựng. Được biết, với nguồn kinh phí tài trợ từ chính phủ Mỹ và một số nước châu Âu, Freedom House tài trợ trả công cho các thành viên Voice, BPSOS hay một số tổ chức cá nhân chống nhà nước Việt Nam làm báo cáo nhân quyền cho Freedom House, lấy làm dữ liệu, làm căn cứ chấm điểm tự do chính trị, dân sự cho Việt Nam. Với nhãn quan thù địch như vậy, chúng ta trông mong gì và sự khách quan, công tâm của Freedom House trong xếp hạng tự do dân chủ cho cả thế giới nói chung, Việt Nam nói riêng?